Với bài tập này, với bài burpee này thì chúng ta sẽ thực hiện là cố gắng là ngồi chọn mặt sàn nhé. Cái chọn mặt sàn này để hai tay, chúng ta đầu tiên là chúng ta hãy sẽ đắp từ phần tay cho nhá. Thì cái phần vai của mình thì luôn cái phần vai này thì mở vai chứ không có phải co vai như này. Thì cố gắng mở vai ra, mở vai, tay không mắc mặt sàn, tay không mắc mặt sàn. Để vô vai tay ra quá hay là để thấp quá như này không tốt. Đấy, thì vị trí thích hợp nhất là cái vị trí tay vuông góc mặt sàn. Cái thứ hai đó là phần lưng, lưng thì luôn luôn là để cái phần lưng mình song song mặt sàn chứ mình không võng lưng thế này nhá. Rất nhiều bạn còn chẳng võng lưng thì bài tập này thì mình buộc vì mình tập ăn tập ho thì cố gắng là ổn định phần bụng và vùng và để cái lưng của mình nó phải song song mặt sàn này này. Đấy, đấy là vị trí thích hợp nhất. Để gồng mông thì luôn trong quá trình là mình phải gồng mông là thế này chứ mình không mở mông ra, gồng trong quá trình mình phải gồng mông lại. Đấy. Đùi thì vuông góc mặt sàn, phần đùi mình vuông góc mặt sàn. Nhớ là cái cằm của mình nhé, phải để cằm gập cổ này, cằm gập cổ này chứ không mở cằm ngay nhé, gập cổ gập cằm vào cổ. Đấy. Sau khi sit up xong ấy, bắt đầu thực hiện nhé. Thì cố gắng tay vuông góc mặt sàn này, để tay vuông góc mặt sàn. Mở vai ra, đừng co vai, mở vai ra, đè vai về, được không? Vòng bụng hoặc là tư thiện, cằm ngập cằm vào, ngập cằm vào cổ mà. Cố gắng ổn định thân cho mình nhé. Rất là nhiều bạn mình cũng đẩy không thông này, như này, đấy, và đỉnh tay như này. Thì rất là ảnh hưởng nhé. Thì chúng ta hãy cố gắng để một cái vị trí mà sẽ là bài tập hoàn hảo nhất. Rất nhiều bạn gặp tình trạng võng lưng, có hai yếu tố dẫn đến tình trạng võng lưng. Thì ở bài tập này thì là tình trạng lỏng bụng ấy. Các bạn lỏng bụng thì các bạn sẽ bị võng lưng. Khi các bạn vòng bụng lại tốt thì các bạn sẽ không bị võng lưng nữa. Đây. Đấy. Thứ hai đó là đưa tay quá cao. Ví dụ như đưa chân qua tay quá cao, ví dụ nhé. Ví dụ này. Đấy. Sẽ võng lưng. Đây.